Thưa quý vị, được ra mắt vào tháng 12 năm 2021, câu lạc bộ Phụ nữ Đà Nẵng khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng thành lập với 116 thành viên ban đầu là những chủ doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, các mô hình kinh tế trên địa bàn thành phố. Sau gần một năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã kết nối tạo ra nhiều công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ khó khăn, đóng góp thiết thực vào phong trào phụ nữ phát triển kinh tế tại địa phương. Những ngày đầu triển khai đề án, không riêng gì chị em phụ nữ, ngay đến cán bộ hội cũng tỏ ra e ngại và tự ti khi nghe đến từ khởi nghiệp. Trong suy nghĩ của họ, khởi nghiệp phải là cái gì đó lớn lao, đòi hỏi khắt khe về vốn, thị trường, công nghệ, quản lý. Thế nhưng, với việc tận dụng tối đa lợi thế việc các mạng xã hội như website, Facebook, các nhóm liên lạc Zalo, Viber, các cấp hội phụ nữ từ thành phố cho đến cơ sở, tuyên truyền, dân gia chị em làm quen và sau đó mạnh dạn đăng ký các lớp tập huấn về khởi nghiệp. Mô hình của chị khởi nghiệp là chăn nuôi dế. Qua cái chương trình khởi nghiệp này thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường có sự quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Một điều rất đáng ghi nhận về việc triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố là ngay từ khâu tập huấn, trang bị kiến thức cho học viên cho đến việc hỗ trợ vay vốn ngân hàng, tất cả đều đi kèm điều kiện đảm bảo việc sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã xây dựng thành công thương hiệu cá nhân với các ý tưởng khởi nghiệp xanh và sạch, đạt các giải cao tại các sân chơi khởi nghiệp cấp thành phố và quốc gia. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã là nơi mà kết nối để cho các chị tiếp cận được những cái nguồn vốn hoặc là cái nguồn hỗ trợ về khoa học công nghệ. Những cái sự kết nối này đã góp phần cho các chị là phát triển kinh doanh này, mở rộng cái cơ sở sản xuất của mình hơn và giới thiệu được các sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng. Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939 của chính phủ không chỉ tạo ra cơ chế chính sách mà còn mở ra sân chơi tiềm năng cho phụ nữ cả nước. Và với cách làm đầy sáng tạo của từng cấp hội, tinh thần khởi nghiệp theo đề án 939 đã lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo phụ nữ mọi thành phần, lứa tuổi, lĩnh vực, ngành nghề, từ trung ương đến các địa phương tham gia sôi nổi, qua đó giúp họ có cơ hội trao đổi, học hỏi và vươn lên khẳng định bản thân, làm chủ cuộc sống.